qua ánh mắt, qua nụ cười sưởi ấm trái tim anh đã lạnh. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn anh em các bác yêu audio. Em mình đang test một bộ âm ly Mazang 1040 và Mazang 1020. Đây là một cái bộ âm ly xuất sang cái thị trường của châu Âu tại thời điểm. Con này nó được sản xuất tại Nhật Bản. Cái model này thì rất là hiếm anh em nhé. Nó gồm 2 thớt, nhưng mà đây không phải là của bộ dàn đâu. Đây là con này, nó có size là 42,5. Bộ này nó rất là đẹp, và đặc biệt là cái con 1020 phía trên này là nó có hai hộp, một cái là chạy đĩa CD như em đang chạy đây, và một cái là đầu băng tape. Phía dưới là gồm có âm ly và tuner. Thì âm ly có volume, ba lăng và chỉnh bát chép cũng như là các cổng ngõ vào. Điều đặc biệt nữa là con âm ly này nó sử dụng cái công nghệ cảm ứng. Cũng không hiểu tại sao những thời điểm đó nó đã tạo ra được cái công nghệ này rồi. Chúng ta chỉ cần vuốt nhẹ này, vuốt qua tay sờ là nó sẽ tự động cửa beng đóng lại. Nhìn rất là sang chảnh. Thì cái bộ Mazang 1040 và 1020 này thì chỉ có thấy ở trên các cái nước ngoài như châu Âu hay là Nga hoặc Đức họ sử dụng thôi, chứ chưa thấy có ở Việt Nam mình nhiều cái bộ này. Tiếng rất là hay. Đối với cặp cặp âm ly và tape CD này, chúng ta có thể phối ghép với các cái dòng loa Buxell của Nhật cũng như là châu Âu thì rất là tuyệt vời ạ. Máy rất là đẹp, cảm ứng rất là xịn sò. Con này size 42,5 nhá anh em các bạn nhá. Ở đây là có tape này. Đối với cái băng tape này, nó chạy tiếng rất là sạch sẽ. Chúng ta có thể thâu từ CD này sang tape này luôn. Rất là hay. Đây mình sẽ thử một cái. Đây là nghe CD, xe nghe tape băng cassette ấy, mà tiếng nó sạch như là CD luôn, không có xôi xì gì hết. Hát đêm dài
ơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Đây là phía sau của cái bộ này. Phần nhỏ một chút. Ở đây thì anh em có thể thấy máy rất là liền lạc, còn nguyên cả những cái băng keo này em chưa có vệ sinh tại vì hàng vừa mới về. Mình test luôn là chạy ok, ngon lành. Thì đối với chiếc âm ly ở đầu tappe 1020 ở trên này thì nó cho phép chúng ta là out ra analog, là cổng CD này, cổng tappe này, và có cả optical để cho nó out ra luôn. Đấy, out ra cả cổng quang nữa. Con này được sản xuất tại Japan anh em nhé. Đấy, điện 100. Phía bên này là chiếc âm ly Mazang 1040. Rất là khỏe, tiếng rất là sạch sẽ. Cái này thì chúng ta có, các bác nào đang có loa châu Âu Buxel hay là các cái dòng loa Buxel thì chúng ta ghép vào đây thành một bộ rất là tuyệt vời. Con đây đồng bộ rất là cao cấp, sang chảnh. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại chế độ của CD này. Đây là nghe CD này. Ngoài ra thì cũng có thể là nghe được cả radio nữa. Xịn xò. Rồi cái bộ này rất là hiếm và tiếng rất là tuyệt vời. Kết hợp mà đầy đủ các chức năng CD, tappe, comlay đồng bộ, và hai nữa là cái bộ này nó rất là hiếm. Lại đẹp, cảm ứng này. Đấy. Thế anh em các bác nào có nhu cầu sở hữu thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Giá của bộ Mazang 1040 này rất là tốt. Giá của bộ Mazang này là 5 triệu 500 ngàn đồng. Em mình ship toàn quốc. Tiếng rất là tuyệt vời. Em cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt các bác anh em trong những video tiếp theo ạ.